Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái bảng để xem ngày tốt xấu trong tháng 11 của năm 2020. Đây là theo cái lịch âm, tháng này là tháng đủ. Đây là cái lịch âm, là chúng ta xem lịch âm là từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 ở cái cột này, cột thứ 3 này. Đấy. Còn bên này tương đương với cái lịch âm bên này thì đây là lịch dương. Ví dụ ngày mùng 1 của tháng 11 là ngày 14 của tháng 12 năm 2020, là ngày thứ hai, ví dụ như thế. Đây là một ngày bình thường. Thì ngày mùng 2 là ngày xấu này, ngày mùng 3 là ngày tam nương là ngày xấu, ngày mùng 4 là ngày bình thường, mùng 5 cũng là ngày bình thường, ngày mùng 6 là ngày tốt, là ngày này là lịch màu đỏ này. Đây tôi để bôi đây là màu đỏ đây rồi để chúng ta tiện chúng ta theo dõi hơn. Ngày mùng 7 là ngày tam nương là ngày xấu này. Ngày mùng 8 là ngày xấu, mùng 9, mùng 10 là ngày tốt. Ngày 11 là ngày sát chủ, đây là ngày xấu này. Ngày 12 là ngày bình thường, 13 là ngày tam nương là ngày xấu, 14 là ngày xấu, 15 là ngày tốt, 16 là ngày tốt. Tuy nhiên ngày 16 đây là kỵ kết hôn. 17 là ngày bình thường, ngày 18 là ngày xấu, 18 là ngày tam nương rồi. Trong một tháng có 6 ngày tam nương. Ngày 19 là ngày tốt, 20 là ngày xấu, 21 là ngày tốt, 22 là ngày tam nương là ngày xấu, 23 là ngày sát chủ cũng là ngày xấu, ngày 24 là ngày bình thường. Kỵ xây cất mùa mã, ngày 25 là ngày bình thường, 26 là ngày xấu, ngày 27 là ngày tam nương là ngày xấu, ngày 28 là ngày tốt, ngày 29 là ngày bình thường, đây ngày 30 là ngày tốt. Như vậy là trong tháng có một số các ngày tốt đã được bôi mực màu đỏ. Còn cái ngày mà có cái mực màu xám đây là ngày xấu, ngày màu xanh đây là ngày bình thường, không tốt hoặc cũng không xấu. Thì cũng mong rằng là với cái video này thì cũng chia sẻ với các anh chị là cái bảng xem ngày tốt xấu để chúng ta tiện chúng ta theo dõi và đối chiếu với cái tuổi của mình xem là tuổi mình phù hợp với cái ngày nào để chúng ta lựa chọn cho nó cụ thể hơn. Vâng, xin được chúc quý anh chị sẽ lựa chọn được cái ngày tốt cho mình trong cái tháng 11 này để làm ăn gặp nhiều may mắn hơn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.